Xin chào các bạn đã quay trở lại với cửa hàng xe máy Bình Minh 1 Nông Trang Việt Trì Phú Thọ. Trong cái video ngày hôm nay thì Linh sẽ cập nhật lại giá xe cho các bạn tham khảo thời điểm này một cái nhá. Hiện tại thì hầu hết là các dòng xe nó đều đang có mức giá bán khá là tốt, và mẫu xe Honda Lead đời 2025 thì hiện tại cũng đã có mức giá bán rồi. Thì bây giờ mình sẽ cập nhật luôn giá dòng xe đầu tiên mà các bạn học sinh sinh viên hay quan tâm nhất, đó là Wenva đi mọi người nhá. Đây, bên cạnh mình đây đó chính là Wenva. Ở Wenva thì chúng ta có các màu như là màu xanh, màu đỏ, màu trắng, màu đen. Ngoài ra thì năm nay có thêm các màu mới như là màu xanh phối màu như này, hoặc là màu xám mọi người nhá. Nó sẽ có các màu mới của năm 2025. Mức giá bán của Wenva nó dao động khoảng tầm 18 đến 19 triệu đồng tùy theo màu sắc các bạn lựa chọn ạ. Hiện tại mua Wenva thì các bạn sẽ được là hai mũ bảo hiểm có kính hoặc là một thẻ cào điện thoại lên tới là 500.000 đồng. Các bạn lựa chọn một trong hai phần quà. Bên mình còn tặng thêm rất nhiều phần quà cho các bạn nữa. Với những bạn nào nhá mà ở các tỉnh lân cận với tỉnh Phú Thọ bên Linh ấy, thì khi mua Wenva mình sẽ tặng các bạn thêm voucher giảm giá 500.000 đồng nữa. Các bạn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại và Zalo của Linh là 0987162438 nhé. Còn bên này thì Linh đang có là Winner X. Winner X thì chúng ta có phiên bản thanh thường với mức giá bán này dao động khoảng tầm 37 triệu đồng. Còn mức bản thanh thường, còn bản ABS thì nó dao động khoảng tầm hơn 40 triệu đồng. Thời điểm này ấy, khi mua Winner X các bạn đừng quên là nhận ngay một chiếc điện thoại Samsung Galaxy A05s nhé. Hoặc là các bạn có thể mua trả góp với lãi suất chỉ 0% thôi. Bên này thì Linh đang có LED ở đây là đời 2025. Honda LED đời 2025 sẽ có mức giá bán bản 125 dao động giá từ 43 triệu cho tới 45 triệu đồng. Còn bản 160 thì nó sẽ dao động giá từ 57 cho tới 59 triệu đồng. Đối với dòng xe LED năm nay ấy, thì giải màu sắc nó sẽ đa dạng hơn rất là nhiều. Và có thêm màu xám xi măng nữa để cho các bạn lựa chọn, là một cái màu sắc đang rất là hot trend các bạn nhé. Còn bên cạnh mình đây thì Linh đang có Lead này. Thì như các bạn biết thì Lead Honda Việt Nam giới thiệu phiên bản đời 2025 rồi. Và năm nay thì nó sẽ có phiên bản được trang bị là hệ thống phanh ABS. Bên cạnh mình đây thì Honda Lead trắng này, phiên bản tiêu chuẩn. Mức giá bán dao động khoảng tầm là hơn 40 triệu đồng các bạn ạ. Còn nếu mà các bạn lấy sang các bản phanh ABS nhá thì nó sẽ dao động giá khoảng tầm hơn 46 triệu đồng. Như vậy là Lead dao động giá từ hơn 40 cho đến ngoài 46 triệu đồng. Nói chung là tùy theo phiên bản màu sắc các bạn lựa chọn. Còn nếu mà các bạn vẫn thích LED đời 2024 thì bên mình cũng đang còn sẵn một số màu như là màu bạc này, hoặc là màu đỏ, bên mình cũng còn sẵn hàng các bạn ạ. Giá thì nó khoảng tầm 42-43 triệu đồng, đó là Honda LEED phiên bản đời 2024 nhá. Thì bạn nào mà vẫn thích LEED đời 2024 ấy, các bạn nhớ để liên hệ ngay với Linh, bởi vì là số lượng nó sẽ không còn nhiều nhá. Được chưa? Honda Vision ở đây thì chúng ta có các phiên bản là tiêu chuẩn cao cấp, đặc biệt thể thao và cổ điển, có 5 phiên bản liền. Vision sẽ có mức giá bán dao động từ 31 triệu đồng cho tới 38 triệu đồng, là tùy theo phiên bản màu sắc các bạn lựa chọn. Nhưng cái bản dáng thấp ấy, như là tiêu chuẩn thì nó chỉ khoảng 31 triệu đồng, còn cao cấp nó chỉ khoảng tầm hơn 32 triệu đồng thôi. Còn nếu mà các bạn lựa sang các phiên bản dáng cao, ví dụ như là màu xám xi măng này, hoặc là màu đen nhám nhá, thì nó khoảng tầm 38 triệu đồng. Hiện tại mua Vision thì các bạn sẽ nhận được là hai mũ bảo hiểm có kính này, một thẻ cào điện thoại trị giá lên tới 500 nghìn đồng. Hoặc các bạn có thể lấy là đồng hồ thông minh, hoặc là sạc pin dự phòng chính hãng của Samsung. Nói chung là rất nhiều phần quà khi mua xe thời điểm hiện tại nhá. Và giá bán thì Linh thấy là nó cũng đang có mức giá bán rất là tốt rồi. Nên là các bạn nào có nhu cầu mua xe thì đừng quên là số điện thoại và Zalo của Linh là 0987162438 nhé. Còn bạn nào quan tâm đến Honda SH thì bên cạnh mình đây là SH125, 160 và SH350 phân khối ạ. Với bản 125 giải màu sắc là giống nhau, chỉ khác nhau về phân khối thôi. Sẽ có bản phanh thường, 3 màu cơ bản là màu trắng, màu đỏ và màu đen. Mức giá bán chỉ dao động từ 75 triệu đồng thôi. Còn nếu mà lấy sang bản ABS thì khoảng tầm 82 và 83 triệu đồng các bạn ạ. Còn nếu các bạn lấy sang bản 160 thì phanh thường cũng có mức giá bán khoảng 93 thôi, ABS khoảng tầm 103 thôi các bạn ạ. SH mức giá bán đang khá là tốt các bạn nhá. Và nào mà định mua SH thì các bạn trả góp ấy, tầm 25-30 triệu đồng là có thể lấy xe rồi. Thủ tục chỉ cần căn cước công dân thôi. Liên hệ trước với Linh mua trả góp bất cứ dòng xe nào đều hỗ trợ gói trả góp lãi suất ưu đãi nhá. Còn bên cạnh mình đây Linh đang có SH là 350 phân khối ạ. SH 350 phân khối cửa hàng bên mình trợ giá rất là nhiều ạ. Chỉ từ 124 triệu đồng thôi là các bạn đã có thể sở hữu SH 350 phân khối rồi. Một dòng xe phân khối lớn của Honda Việt Nam, nhưng mà gì ạ? Đấy, đang được trợ giá rất là tốt. Cái bản này thì các bạn mua xe nhá, sử dụng điều khiển trên đường các bạn sẽ cần phải có bằng A2. Vì vậy bên mình đang trợ giá cho các bạn rất là tốt, chỉ với 124 triệu đồng. Mình đang sẵn các màu như là màu đỏ, màu đen nhám hoặc là màu xám xi măng. Thì bạn nào yêu thích dòng xe này thì đừng quên là liên hệ trước với Linh ạ. Bạn nào quan tâm đến SH1 thì các bạn ơi, SH1 phiên bản phanh thường chỉ có mức giá bán dao động khoảng tầm là hơn 57 triệu đồng thôi nhá. Còn bản 3 ABS
xe dao động từ 62 đến 65 triệu đồng. Bên cạnh mình đây thì là S1 phiên bản phanh ABS màu đỏ đen, xe có mức giá bán khoảng tầm là hơn 62 triệu đồng. Còn các bạn lấy phanh thường như là màu đỏ, màu trắng cũng chỉ có mức giá bán tầm là hơn 57 triệu đồng thôi. Hoặc là lấy sang phanh ABS các màu xám xi măng, màu đen nhám thì nó sẽ chênh hơn một chút xíu, khoảng ngoài 65. Đấy. Còn bên mình đây thì hôm nay mình có cả Future các bạn ạ. Future thì chúng ta có vành nang nó dao động khoảng tầm hơn 32 triệu đồng. Vành đúc thì nó dao động khoảng tầm ngoài 34 nhá. Thì bạn nào yêu thích Future thì các bạn liên hệ trực tiếp với Linh. Thì ở trong showroom thì mình có trưng bày một số dòng xe thôi, chứ còn ngoài ra thì cửa hàng bên mình có kho xe nhá. Có đầy đủ các dòng xe, các phiên bản và màu sắc của dòng xe máy Honda. Các bạn có nhu cầu mua xe thì nhớ là gì ạ? Khách hàng các tỉnh lân cận Phú Thọ, Linh hỗ trợ voucher giảm giá 500, 1 triệu, thậm chí lên tới 2 triệu đồng tùy theo dòng xe các bạn mua. Các bạn nhớ là liên hệ trực tiếp qua số điện thoại và Zalo của Linh là 0987 162 438 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ạ. Mẹ mày mới thích cười.